Hồ Quang Hiếu cầu hôn bạn gái kém 17 tuổi. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu cầu hôn người mẫu Tuệ Như tại một nhà hàng ở thành phố Thủ Đức hôm ngày 23 tháng 4. Hồ Quang Hiếu cho biết ban đầu anh nhắn tin hẹn Tuệ Như đi ăn tối như bình thường. Khi món ăn lên đủ, anh bất ngờ trao hoa và nhẫn kim cương để cầu hôn bạn gái. Sau khi trả lời, em đồng ý. Tuệ Như đứng lên ôm bạn trai, cô nói, anh Hiếu luôn mang niềm vui sự bất ngờ đến cho tôi. Ở bên anh, tôi cũng cảm nhận được sự chân thành, thấu hiểu và chia sẻ. Tôi quyết định gắn bó với anh vì cùng chí hướng, mong muốn có tổ ấm hạnh phúc. Hồ Quang Hiếu đeo nhẫn cho Tuệ Như, lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào cùng cô. Ca sĩ nói trước đó, anh lên mạng tham khảo cách cầu hôn của mọi người. Anh chọn cách tỏ tình đơn giản, lãng mạn vì ngại thể hiện tình cảm trước đám đông. Tôi hỏi các ý kiến bạn bè, mọi người khuyên tôi nên nhảy flashmob, cầu hôn ở quán ăn đông người hay phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tôi thấy khá hay nhưng bản thân đã có tuổi nên thấy không hợp và rất ngại. Tôi chọn cầu hôn bạn gái một cách nghiêm túc, đơn giản nhưng lãng mạn thể hiện lòng thành của mình, anh nói. Hồ Quang Hiếu cho biết chuyện tình cảm của anh và Tuệ Như được gia đình hai bên yêu thương, ủng hộ. Ca sĩ cùng bạn gái đang lên kế hoạch có em bé trước, kết hôn sau. Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con. Nhưng chúng tôi đã trưởng thành chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ, ca sĩ tâm sự. Tuệ Như cho biết cô và bạn trai gặp nhau lần đầu trong tiệc sinh nhật một người bạn 3 tháng trước. Gặp ca sĩ ngoài đời, cô không ấn tượng hay nảy sinh tình cảm vì chỉ đi nhờ xe anh về. Vài ngày sau, thấy Hồ Quang Hiếu nhắn tin hỏi thăm, Tuệ Như bất ngờ. Cả hai quyết định đi ăn uống, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Người mẫu quê Cà Mau, cảm nhận Hồ Quang Hiếu có tính cách thân thiện, đơn giản. Một lần cô cảm động vì được anh gửi tặng vài bịch cá khô. Tôi tính thực tế, không lãng mạn, màu mè. Tôi cảm động vì được anh quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Trước anh Hiếu, tôi từng trải qua 3 mối tình, không hiểu vì lý do gì. Tôi thấy tin tưởng, đồng ý về chung nhà với anh sau 3 tháng yêu. Anh chân thành, tinh tế, luôn quan tâm tôi. Ở cạnh anh tôi thấy thoải mái, được sống là chính mình. Chúng tôi chung mục đích xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc, cô nói. Tuệ Như khoe nhẫn kim cương được Hồ Quang Hiếu cầu hôn. Người mẫu nói cô không bận tâm quá khứ từng đổ vỡ hôn nhân với bạn trai. Chính anh là người chủ động kể hết, khiến cô thêm thương mến, muốn gắn bó với anh. Giọng ca Con Bướm Xuân cho biết, sau khi kết hôn, anh sẽ bớt chạy show, dành thời gian cho vợ con. Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, nổi tiếng với ca khúc Con Bướm Xuân Không Cảm Xúc. Anh phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều ca sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web drama, hút hàng triệu lượt trên YouTube